Đây, chúng ta tiếp tục ha. Tắt cái ảnh đi. Cái này trang trang 5. Sáu. Coi như độ trễ nó không đáng kể, giữ 1 giây được. À, nó tới mười mấy giây thì biết sao. Cái tờ mới luôn, bài số 4, một ba bài này, 4 bài. Số 4 anh chị. Số 4 thì mục đích là chúng ta ôn lại cái phần tích phân kép trong hệ tọa độ cực ha. Chịu khó tí. Ôn cho nó đầy đủ vì mấy cái nội dung họ đều có ra thi. Đổi sang hệ tọa độ cực rồi tính. Y bằng tích phân từ 0 đến 2. Tích phân từ 0 đến căn bậc 2 của 4 trừ x bình. E lũy thừa trừ x bình trừ y bình. Để dạ cái chị ha. Phần quay lại cái hình đó, còn bạn mới vô phần ghi cái hình bài giảng, cái phần nãy chúng ta trước giải lao là coi như một cái file nãy tôi ngắt, thì giờ bắt đầu một cái file mới, cho nên là sau buổi hôm nay là có thể để cái chỗ quay cái hình bài giảng nó có 2 file à, đây, 2 file cắt đồ cũng định stop thôi, nhưng bấm sao thành ngắt luôn. Giải chú ý cái việc trình bày bài giải ha. Thì có bạn nào hỏi gì ha, hay là mới vô điểm danh, điểm danh thôi. Bước thứ nhất là chúng ta cũng làm động tác là vẽ miền D. Miền D theo cái tích phân đó chúng ta thấy rằng là giới hạn bởi 4 đường. Chúng ta chú ý là y là lớp bên trong, x là lớp bên ngoài. Chúng ta nói đường nào trước cũng được. X đi. X bằng căn dưới là 0. Rồi x bằng căn trên là 2. Rồi y bằng căn dưới là 0. Y bằng căn trên là căn bậc 2 của 4 trừ x bình phương. Cái bài tôi sửa đây là đặc biệt là cái bài lúc nãy á. Số nó hơi lớn, bài nãy mà đáp số 2336 chia 27 đó. Anh chị có xem thấy có sai sót gì không ha? Sau buổi giảng tôi sẽ xem lại chỗ này tí. Số nó hơi lạ. Rồi. Giờ vẽ 4 đường đó.
x bằng 0, x bằng 2, y bằng 0, y bằng căn bậc 2 của 4 trừ x bình. Tôi dành thời gian để dành một tí để nhấn mạnh cái chỗ đường y bằng căn. Y bằng căn bậc 2 của 4 trừ x bình phương. Thì chúng ta chú ý nè. Ở đây các anh chị thấy là có dạng căn bậc 2 của A bằng B. Như vậy B phải không âm, có nghĩa là Y phải không âm. Rồi mình bình phương hai vé. Y bình phương bằng 4 trừ x bình phương. À, tương đương với Y lớn bằng 0. Rồi x bình phương cộng với y bình phương bằng 4. À, rồi. Như vậy có nghĩa là, mà mặt khác chúng ta nhớ lại là x bình cộng y bình bằng 4 đó, thì đây là phương trình của đường tròn tâm góc tọa độ bán kính bằng 2. Cái gì đó ha. Cho nên ở đây mình lấy y không âm, như vậy có nghĩa là lấy nửa đường tròn nằm trên trục hoành, đó nè. Chính xác là nằm từ trục hoành trở lên. Bán kính bằng 2, tương đối ha. Rồi, 2, trừ 2. À, như vậy tôi muốn nhấn mạnh với các anh chị là cái đường y bằng căn bậc 2 của 4 trừ x bình phương. Đó, đó là nửa đường tròn. Và tôi đã giải thích vì sao đó, vì sao không lấy cả đường tròn hay là lấy 3/4 đường tròn mà lấy là nửa đường tròn. Các anh chị thấy rõ vấn đề như vậy ha. Dĩ nhiên tương tự hơn. Nếu mà họ cho cái đường x bằng căn bậc 2 của 4 trừ y bình thì cũng tương tự nha. Tương tự. X lớn bằng 0. Rồi bình phương 2 vé. Thế nào? X bình bằng 4 trừ y bình. Như vậy tương đương với gì? X lớn bằng 0. Rồi x bình phương cộng với y bình phương bằng 4. Hiểu được không? Thì trong trường hợp này đó, trong trường hợp này thì chúng ta thấy là cái đồ thị nó như thế nào. Đường tròn x bình phương cộng y bình bằng 4, tâm góc tọa độ bán kính bằng 2, phải không nào? Tương đối ha. Này, nhưng mà chúng ta luôn chú ý rằng là lấy cái miền x lớn bằng 0. Như vậy có nghĩa là cái phần y mà cái phần x mà âm mình bỏ đi. X âm có nghĩa là những điểm nằm bên trái trục tung hoành độ âm. Hiểu được không? À, như vậy trong trường hợp này chúng ta hình dung là cái đồ thị hoặc là đường cong có phương trình x bằng căn bậc 2 của 4 trừ y bình là nửa đường tròn đây. Còn hồi nãy là nửa đường tròn nằm trên trục hoành ở đây, ở đây nè. À, thì các anh chị chú ý là sẵn ở đây nói về cái chỗ phương trình đường tròn á, chú ý ha, này thì chú ý thêm này là coi như nháp ha. À, cho nên bây giờ chúng ta vẽ hình nhưng để cho nó nhanh một tí đỡ rườm rà, rồi vẽ tay thì cử cho các anh chị vẽ bằng bút đàng hoàng, vẽ thước đàng hoàng. Rồi, đường thứ hai là đường y bằng 0, thì chính là trục hoành, các chị đó. Đường thứ ba, x bằng 0 là trục tung. Đường thứ tư, x bằng 2. Như vậy các chị hình dung là cái phần hình phẳng mà nằm giữa giới hạn bởi 4 đường x bằng 0, x bằng 2, rồi y bằng 0, rồi y bằng căn bậc 2 của 4 trừ x bình. À, thì các anh chị dễ thấy là 1/4 hình tròn nằm ở góc phần tư thứ nhất
mà tôi đang chấm chấm đây, đang đánh dấu đây, chấm cho nó đẹp. Thì bạn nào vẽ hình đẹp là được thưởng à? Thưởng là thưởng là sao? Dù 9 rưỡi đi, vẽ hình đẹp cộng nửa điểm. Dù vậy, bạn nào làm 10 điểm hình xấu quá trừ nửa điểm, còn 9 rưỡi xấu nữa thì trừ điểm luôn. À, đây là miền D. Y, X, O, góc tọa độ. Chú ý là góc tọa độ là ký hiệu chữ O nha, là ký tự đầu trong cái từ tiếng Anh góc tọa độ. Chữ O chứ không phải số 0 à. Đó, như vậy các anh chị thấy rằng là ở đây là miền D, nó là 1/4 hình tròn. Phải là 1/4 hình tròn như hình vẽ. Bây giờ chúng ta chuyển sang hệ tọa độ cực. Ý thứ hai. Nãy giờ là ý thứ nhất giải bài này, chúng ta mới có ý thứ nhất là vẽ miền D. Ý thứ hai là cận của miền D trong hệ tọa độ cực ha. Trong hệ tọa độ cực. Đi thi thì làm viết bài hệ tọa độ, viết tắt như vậy cũng được. Cũng được ha, không có khắt khe quá mấy cái này. Hệ tọa độ cực á, thì các anh chị nhớ lại cái gì? Chúng ta nhớ là trong mặt phẳng, phải không nào? Thì bây giờ chúng ta thay lâu nay xác định hệ quy chiếu là hệ trục tọa độ vuông góc. Thì bây giờ họ xác định một hệ quy chiếu mới. Hệ quy chiếu mới này chúng ta nhớ lại là có một điểm O làm điểm gốc, người ta gọi là gốc cực, đúng không nào? Thứ hai là tia OX hướng từ trái sang phải, nằm ngang hướng từ trái sang phải, người ta gọi là trục cực. Trục cực. Rồi thế thì các anh chị nhớ lại là một điểm P trong mặt phẳng được xác định dựa vào bộ gồm hai số thực. Giờ chúng ta nối điểm P với góc O đây. Số thực thứ nhất, chúng ta biết rằng là khoảng cách từ điểm P đến góc cực O ký hiệu là R. Và số thực thứ hai là góc định hướng, tia góc là tia OX, tia ngọn là tia OP, góc theta. Đó là thì bộ gồm hai số thực R với theta, người ta gọi là tọa độ của điểm P trong hệ tọa độ cực. Đó chưa? Và các chị biết rằng là mối liên hệ giữa hệ tọa độ vuông góc với hệ tọa độ cực, thì chúng ta nhớ lại là x bằng R cos theta, y bằng R nhân sin theta. Đã chứng minh trong phần lý thuyết rồi. Đó, đã chứng minh lại nó cũng dễ thôi nhưng mà không cần thiết. À. Vậy thì bây giờ quay trở lại cái việc là chúng ta xác định cận của miền D trong hệ tọa độ cực. Như vậy có nghĩa là chúng ta cần quan tâm là theta đi từ đâu tới đâu, R đi từ đâu tới đâu. Đó ha. Thế thì trước đây trong cái lúc mà chúng ta làm việc còn trực tiếp gặp nhau ở lớp, ở trường đó, thì tôi phần này tôi có giảng trực tiếp ở đó. Tôi nhắc lại nè. Coi như chúng ta ban đầu chúng ta đặt cái bút ở trung với trục ở TOX đó nè, phần dương trục hoành đó. Rồi chúng ta quay cái bút theo chiều dương. Chiều dương là ngược chiều kim đồng hồ, phải không nào? Được định nghĩa là ngược chiều kim đồng hồ, họ mặc định như vậy. Và quay cái bút theo chiều dương cho đến khi là quét hết cái miền D thì thôi, đúng các anh chị? Quét hết miền D. Và ở đây chúng ta thấy rằng là cái miền D của mình đó, cái 1/4 hình tròn, nó nằm ở góc 1/4 thứ nhất. Cho nên rõ ràng chúng ta thấy, chúng ta quay cái bút ban đầu ở trục OX, phần dương trục OX nè. Và chúng ta quay cho đến khi mà cái bút nó trùng với phần dương trục OY, thì chúng ta thấy rằng là đã quét hết miền D rồi. Đã ban đầu ở phần dương trục OX, lúc sau chúng ta thấy rằng là cái bút ở phần dương trục OY, và chúng ta thấy là đã quét hết cái miền D. Một bạn mới vô. Rồi.
Thế thì như vậy chúng ta thấy rằng là chúng ta quét vừa một cái góc vuông 90 độ, hay nói cách khác là ban đầu cái bút ở vị trí phần dương trục Ox như thế này, thì cái góc tạo bởi tia Ox với cái bút, chúng ta có thể chọn góc nhỏ nhất, đó là nhỏ nhất mà không âm, đó là không, một cách chọn đó là không, và không thì quay theo chiều dương đến đây, chúng ta thấy rằng là bị chia hai, cho nên rõ ràng theta đi từ không đến vị trí 2. Điều thứ hai thì chúng ta thấy rằng là R là gì? Bây giờ là M là một điểm tùy ý trong miền D nối M với O. Thì các anh chị thấy rằng là khi mà điểm M chạy khắp miền D là 1/4 hình tròn, thì chúng ta thấy rằng là khoảng cách R từ điểm M đến góc cực O chúng ta thấy là nhỏ nhất. Khoảng cách R này mà nhỏ nhất khi và chỉ khi M trùng O, lúc đó R bằng 0. Đó nè. Rồi khi mà chạy khắp miền D thì rõ ràng chúng ta thấy độ dài đoạn OM lớn nhất khi và chỉ khi M nằm ở biên của miền D, tức là nằm trên đường tròn. Đường tròn này cách góc cực O một khoảng bằng bán kính bằng 2. Đó. Cho nên tóm lại là theta thì đi từ 0 đến pi chia 2. Còn R các anh chị thấy đó, đi từ 0 đến 2. Đó nè. Bây giờ nó hết chậm rồi đó. Trước khi giờ là bỗng nhiên đi sao nó chậm dữ không biết. Rồi. Mình nói bước thứ ba, ý thứ ba. Nó chuyển sang hệ tọa độ cực. Ta có nè. Các chị viết cái công thức chuyển từ hệ tọa độ vuông góc sang hệ tọa độ cực. X bằng R nhân với cos theta. Y bằng R nhân với sin theta. Ta nhớ cái ký hiệu này là theta. Chữ cái này bằng chữ cái ghi lại. Rồi. Thì các chị chú ý thêm là với x y như thế này thì để ý rằng là x bình phương cộng với y bình phương chính là bằng r bình phương. Để mình lát nữa mình thay vô cái vị thức trên mũ đó các chị tham. Trên mũ của cái hàm cần tính tích phân là trừ x bình trừ y bình. Thì các chị để ý rằng là bằng trừ của x bình cộng y bình. Là coi như thay bởi trừ r bình đó, hiểu được không nào? Ta phải qua cái tờ mới, tờ giấy mới thì hết rồi. Hết rồi, trang 7. Giờ là 10 giờ 18 rồi, hôm nay có thể từ từ tí sửa xong cái đề có thể trễ hơn mấy hôm tí. Mà chắc cũng không quá 11 giờ 10 đâu. Tiếp. Tiếp các chị. Đây, y bằng. Giờ mình ráp cận vô luôn. Theta để lớp ngoài không đến vị trí 2. Rồi đến R đi từ 0 đến 2. Hàm số di dấu tích phân đâu? E lũy thừa trừ x bình trừ y bình, và như tôi vừa ghi chú lúc nãy đó, x bình cộng y bình thì mình thay bởi r bình phương. Cho nên là trừ x bình. Trừ x bình trừ y bình thì các anh chị chú ý là mình thay bởi trừ r bình phương. Đó nha. Rồi. E lũy thừa trừ r bình phương. Và chúng ta nhớ là khi lúc tính tích phân đó, trong trường hợp là mình đổi biến sang từ hai biến xy sang hai biến mới là r với theta, với r theta là hai cái biến trong hệ tọa độ cực á, thì chúng ta lưu ý là có nhân thêm thừa số là r drd theta.
R ở đây nhớ là thừa số nhân thêm. Đó các anh chị. Đến đây thì mình tính từ trong ra ngoài là một cách. Cách thứ hai là chúng ta có thể tách thành tích của hai tích phân xác định luôn. Lý do là vì sao? Chúng ta để ý rằng là nếu mà trong phần tích phân kép hai cái cặn đều là hằng số cả, ví dụ x đi từ a tới b, y đi từ c tới d, rồi hàm số chỉ dấu tích phân và tách thành tích của hai hàm theo hai biến độc lập, rồi ví dụ là fx nhân với ry, dy dx ví dụ vậy đi, y giả sử là lớp bên trong, x là lớp bên ngoài ví dụ vậy, thì các chị chú ý là chúng ta có thể tách thành tích của hai tích phân xác định, tích phân từ a đến b của fxd nhân với tích phân từ c tới d của dy. Chị chú ý thêm vậy. Thật ra mình tính từ lớp từ trong ra ngoài, tính lớp trong trước lớp ngoài sau cũng được, vậy thật cũng được thôi, nhưng mà để ý thêm như vậy cho nó bài viết cho nó đẹp tí. Như vậy ở đây các anh chị thấy là tích phân từ 0 đến pi chia 2 của d theta. Rồi tích phân từ 0 đến 2 e mũ trừ r bình phương nhân r để r. Đó nè. Dạ. Giờ tôi viết từng cái tích phân đó cho nó rõ. Tích phân từ 0 đến pi chia 2 d theta, một nguyên hàm của một là tích phân của d theta, có nghĩa là tích phân của một d theta đó, một nguyên hàm của một là theta cần từ 0 đến pi chia 2, các chị thấy là bằng pi chia 2. Rồi tích phân thứ hai từ 0 đến 2 e mũ r bình phương trừ r bình nhân r dr. Thì đến đây chúng ta có hai cách viết, một là chúng ta đổi biến đặt t bằng trừ r bình. Đó nè. Rồi tích phân này là c đi. Suy ra dt bằng trừ 2r dr. Như vậy là suy ra r nhân với dr, các anh chị thay với trừ dt chia chia 2. Đó ha. Và xác định làm cái bước là không phải xác định mà là cái bước là đổi cặn RT. R đi từ 0 đến 2, T dễ thấy đi từ 0 đến trừ 4. Đó các chị. T đi từ 0 đến trừ 4. Rồi. Như vậy thì Duy bây giờ các anh chị thấy bằng R đi từ 0 đến 2 thì bây giờ thay bởi biến T, cặn của biến T là đi từ 0 đến trừ 4, E mũ T trừ R bình thay bởi T, R DR thì chúng ta thay bởi trừ DT chia 2. Đó nè. Như vậy các anh chị được trừ 1 phần 2 đưa ra ngoài đi. Bên trong là tích phân của em mũ t dt 0 đến trừ 4 em mũ t dt. Chúng ta biết rằng một nguyên hàm của em mũ t là em mũ t luôn. Đó nè. Trừ 1 phần 2 em mũ t cần đi từ 0 đến trừ 4. Như vậy trừ 1 phần 2 a lũy thừa trừ 4 trừ đi a lũy thừa 0. Như vậy là trừ 1 phần 2 a lũy thừa trừ 4 là 1 chia a lũy thừa 4, a lũy thừa 0 là 1. Đó ha. Để như thế cũng được, chúng ta nhân 1 phần 2, nếu mà nhân 1 phần 2 rồi quy đồng luôn đi thì trừ 1 phần 2 1 trừ đi a lũy thừa 4 chia cho a lũy thừa 4
Vậy là đổi lại, đổi dấu luôn. 24 trừ 1 chia 2 24. À, thì để đáp số dạng nào thì cũng được. Còn miễn là nó đúng về mặt toán học là được và nó tương đối dễ nhìn. Còn trách nhiệm của người chấm bài là tôi á, phải làm một động tác là thẩm định cái đáp số nó có đúng hay không. À, chấm từng bước là chấm bài là chấm tương đối từng bước, cũng nhanh nhanh thì càng tốt, nhưng mà tôi thường chấm bài chậm từ từ thôi. Các cái bước thực hiện có đúng không, sai bước nào. Chấm bài là cái việc là tìm cái bước sai để mà trừ mà. À, các chị làm tới bước nào mà sai coi như ngưng, là đó ngưng. Tuy nhiên trong cái tình huống mà nếu mà cả bài đúng mà nó sai vài chi tiết nhỏ thì sẽ chấm cả bài nhưng mà trừ tí tí gì đó thôi, chứ không phải là cũng bỏ hết cái bài cho nó uổng. Tùy cái bài viết sai nặng quá thì mình ngưng. Rồi vậy thì y bằng ít tích phân thứ nhất, tích phân từ 0 đến pi chia 2 d theta là pi chia 2 được nhân với đáp số của cái phía sau, tích phân phía sau a lũy thừa 4 trừ 1 chia 2 a lũy thừa 4, cho nên đáp số gồm lại là b a lũy thừa 4 trừ 1 chia cho 4 a lũy thừa 4, đó là đáp số cuối các chị ha. Thì nó có vẻ hơi để cái điện thoại ở cái dạng photo thấy nó hơi nhỏ, chữ hơi nhỏ tí. Trang đó là trang số 8 rồi đó. Giờ là 10 giờ 27, 10 rưỡi đó. Bài số 4 vừa rồi coi như ôn cái phần tích phân kép trong hệ thập đột trực, nội dung nó cũng dài, môn học nó cũng dài. Và kia quan điểm của tôi là cái đề thi cuối kỳ là nó ngắn thôi, thường tôi cho ngắn, nhưng mà riêng năm học này thì khoa họ quy định, biết lý do gì họ quy định là ra đề chung các cái lớp chất lượng cao, tôi cứ theo ý của khoa. Thì thứ hai nữa là nhiều người, nhiều thầy cô giảng người ta đề chung thì nó lại hơi tế nhị. À, có người thích cái trường theo cái quan điểm này, có người quan điểm kia. Thôi tôi dung hòa. Ok. Nhưng mà bởi vậy đó thì nó có thể về mặt thực tế nó có thể xảy ra cái tình huống là về mặt ngôn từ trong cái đề bài có thể nó khác một tí gì đó. Thì nếu mà cái tình huống xấu nhất là các bạn vì một lý do gì đó mà cái vấn đề họ nêu trong đề thi mà nó hoàn toàn mà nó trong lớp mình chưa gặp lần nào, tôi chưa giải thích hoặc là gì đó, chưa giảng hay gì đó, thì đó là lỗi của tôi. Trong tình huống đó thì các bạn trong lớp mình sẽ tròn điểm câu đó, ví dụ cái tình huống xấu nhất có xảy ra như vậy. Và dĩ nhiên là không có thể xảy ra cái tình huống đó đâu, hiếm gặp. Nhưng mà nếu mà đặc biệt mà nó xảy ra cái trường hợp như vậy, các lớp khác các thầy cô cũng vậy thôi. Về nguyên tắc nếu mà xảy ra cái trường hợp đặc biệt vì một cái nội dung ở đâu đó chưa giảng hay là gì đó, thì về nguyên tắc lớp nào chưa học thì họ sẽ tròn điểm câu đó. Nhưng mà thường là các thầy cô khi cho đề chung là cũng bàn với nhau rồi, tôi chỉ nói nguyên tắc như thế. À, giờ bài số số 5 hả? Sang phần tích phân đường. Tích phân đường thì các chị nhớ là ôn cả tích phân đường loại 1, tích phân đường loại 2 nha, chứ không có phải bỏ nào đâu. Bài số 5. Tính tích phân đường loại 1 trên đường cong C của cái hàm là 2xds giờ ds nhỏ với đường cong C là đường cong có phương trình y bằng x bình phương
À. Rồi nói. Không không. Đến một một. Thật ra chú ý tích phân đường loại 1 thì ý nghĩa vật lý là khối lượng của một cái cung, cho nên là các anh chị chú ý là không có cần cái chiều, à, không có cần cái chiều, tức là không có cần từ đâu đến đâu. À, tích phân đường loại 2 thì nó lại cần. Tích phân đường loại 2 chúng ta biết rằng là ý nghĩa vật lý là công của một cái lực ép, à, làm di chuyển một cái chất điểm từ đâu tới đâu. Trong trường hợp đó chúng ta biết rằng là phải có cái gốc, có điểm ngọn đàng hoàng. Nhưng mà tích phân đường loại 1 thì ý nghĩa vật lý là khối lượng của một cái cung. À, cho nên là không có cần điểm đầu, có cần điểm cuối, chỉ biết rằng là biết hai điểm là được và biết cái đường nối. À. Nhưng mà đường nối đây chúng ta lưu ý là y bằng x bình phương đó. Đó nè. Dạ nè, có cảm giác là chậm trở lại đó. Rồi tạm ngừng. Ta tiếp tục. Tích phân đường loại 1 thì chúng ta lưu ý là không có cần vẽ hình. Không có cần vẽ hình. Tôi cũng phát họa thêm tí này thêm thôi. Thế còn trong bài thi thì các anh chị có thể không cần vẽ. Không không đến 11. Parabol y bằng x bình phương. Đường công xe, à, góc tọa độ. Cảm giác nó cũng hơi chậm á, nhưng mà thôi kệ, nó gần xong mà chúng ta cố gắng tí. Giải bước thứ nhất, chúng ta tính y phải y bằng x bình thì y phải là 2x, à, phải là 2x. Rồi bước thứ hai, y bằng, bây giờ chúng ta đưa về tích phân theo biến x, ta đưa về tích phân theo biến x. Các chị nhìn qua đề bài chúng ta thấy là cái đường cong này đó, đường cong C nó nối hai điểm là 0,0 với 1,1. Như vậy chúng ta quan tâm đến cái hoành độ. À, x đi từ nhỏ tới lớn, từ 0 tới 1. Hàm số với dấu tích phân là 2x chúng ta viết lại nè. Thì nhân thêm với căn bậc 2 của 1 cộng với y phẩy đem bình phương để về nhà chúng ta phải làm động tác là chúng ta phải học lại cái phương pháp tính trực tiếp tích phân đường loại 1. Thật ra tích phân đường loại 1 thì trong cái bài học chúng ta có cái phương pháp tính trực tiếp thôi, còn tích phân đường loại 2 đó thì ngoài cái việc mà tính trực tiếp chúng ta còn có cái cách tính gián tiếp, là ví dụ dùng công thức Green gì đó không. Rồi, chúng ta ráp vô nè. Tích phân từ 0 đến 1.
đếm mà chậm mấy giây. Biết tích phần nãy giờ mà đi tìm máy tính là chưa thấy ghi. Bây giờ đếm thử nè. 2x nhân với căn bậc 2 của 1 cộng với y phẩy là 2x đem bình phương là 4x bình phương. Để tôi viết xong rồi đó, bây giờ trên cái màn hình chưa có ghi nữa mới ghi. Gọi là cái này là mình chờ chính mình nè. À, trong cuộc đời có những giây phút mình chờ chính mình trong tình huống này mình mới hiểu được. Bạn ấy đã ghi xong, bạn ấy coi như là chính tôi mà trên cái màn hình. Rồi bây giờ vấn đề các anh chị thấy không? Bây giờ đưa về việc tính cái tích phân của hàm một biến số mà cái tích phân nó dạng như vậy đó. Bây giờ các anh chị thấy là mình đổi biến thôi. À, đặt t bằng 1 cộng với 4x bình. Ghi xong rồi mà trên màn hình bạn ấy chưa có ghi. Coi thì bạn ấy bao giờ ghi. Bạn ấy bao giờ ghi. Hãy bắt đầu ghi. Tàn tàn tàn. Hãy để ghi xong. Suy ra dt. Lấy đạo hàm của 1 cộng 4x bình theo biến x rõ ràng là 8x. Nhân với dx. Chị thao. Suy ra x dx sẽ bằng dt chia 8. Rồi viết xong rồi, trên màn hình chưa có ghi. XT X đi từ 0 đến 1, T đi từ X bằng 0 thì T bằng 1, X bằng 1 thì chúng ta thấy T bằng 5. Đã. Như vậy y sẽ bằng, các anh chị thấy là x đi từ 0 tới 1 thì bây giờ t tôi thay bởi đi từ 1 tới 5 thì cặn đi từ 1 tới 5 đổi cặn chưa đổi nữa kìa. Do wifi ha. Chưa ghi tích phân nữa. Có cảm giác là cả nửa phút rồi. Máy MacBook này cũng xịn mà sao chậm. Chắc do wifi. Rồi. Bây giờ các anh chị có căn bậc 2 của 1 cộng x bình là căn bậc 2 của t. Rồi nhân với 2. Rồi cái x dx ở đây đó tôi thay bởi dt chia 8. Như vậy các anh chị thấy là 2 chia 8 là 1 chia 4 tôi đưa ra ngoài nè. Một nguyên hàm của căn T là T lũy thừa 1 phần 2 đó, là T lũy thừa 3 phần 2 chia cho 3 phần 2 cặn đi từ 1 đến 5. Như vậy số 2 đưa lên tầng thứ nhất, hay là cách khác là mình nói 4 nhân với 3 phần 2 là 6 ha, chữ mẫu 1 phần 6. T lũy thừa 3 phần 2 mà mình thay T bằng 5 vô. Căn bậc 2 của 5 mà lũy thừa 3 là 5 căn 5 trừ đi 1. Coi như xong rồi đó. Làm xong rồi mà trên màn hình chưa có ghi.
quan trọng là biết cái lúc mà quay cái bài giảng lại như thế này thì cái lời nói với cái hình ảnh nó có đồng bộ không? Tôi đoán là khả năng lớn là không đồng bộ. Khi nói xong các bạn xem lại cái bài thì có thể nghe giọng nói trước, sau đó mới nhìn mới thấy cái hình nó hơi kỳ, hơi lố bịch. Bây giờ là ngắt wifi để khởi động lại hay là khởi động lại cái máy, nó làm gián đoạn cái bài giảng đó. Để có cái gì quay quay gì đó nó mới làm chậm. Chắc là đang chạy. Là trang số 9. Chậm lâu quá, tôi tạm ngưng ao ra ngoài tí nha. Hình nó bé rồi thầy ơi. Hình như nãy giờ tôi có để tôi để cái hình, tức là có quay quay cái hình tôi đấy, cho nên là hình như nó chậm. Chào vài phút cả. Ổn. Trang số 9 rồi kìa. Ta tiếp tục anh chị. Máy nó chậm, nó không có ao ra ngoài nhưng mà nó lại chậm. Nhanh lại đó. Vậy bài số 5 vừa rồi là coi như ôn lại cái phần tích phân đường loại 1 các chị ha. Đường loại 1. Đã qua cái phần tích phân đường loại 2.
6. Cái phần đường loại 2 thì cái trọng tâm chính là cái phần công thức Green. Nhưng mà dù sao các anh chị cũng ôn cái cách tính trực tiếp nha. Dùng công thức Green. Tính. Nhanh lại nè. Y bằng tích phân trên đường cong C. Có thêm cái dấu đó nữa. Còn không thêm cũng được nha. Về mặt toán học không có thêm cái dấu đó cũng đúng. Đó là trên đường cong kính. Y mũ 3 cộng với em mũ x dx trừ đi x mũ 3 cộng với cos y c là đường tròn có phương trình x bình phương cộng y bình phương bằng 1 lấy theo chiều dương. Để theo chiều chính là ngược chiều kim đồng hồ đó nha. Nè. Trục trặc thì các anh chị báo giùm nha. Thứ nhất xác định cái hàm P với hàm Q. Hàm P là đi với DX là Y mũ 3 cộng với E mũ X. Hàm Q tuy nhiên mình viết đầy đủ là QXY đó. Viết tắt tí Q Q thôi. Trừ đi với DY kể cả dấu. Trừ X mũ 3 trừ cos Y. Rồi. Như vậy suy ra tính P phẩy theo Y. Y mũ 3 các chị lấy đạo hàm riêng theo biến Y là 3Y bình phương. Còn E mũ X đạo hàm bằng 0. À, Q phẩy theo X. Trừ X mũ 3 đạo hàm bằng trừ 3X bình phương. À, còn trừ cos Y lấy đạo hàm là bằng 0. Được các chị ha. Ở đây bài Green là tôi chọn cái bài nó cũng hơi khó khó. Rồi. Bây giờ chúng ta để ý phác họa cái hình vẽ nè. Đây cũng là một cái bước bước bắt buộc ở trong cái tích phân đường loại 2 mà dùng công thức Green. C là đường tròn tâm có tọa độ bán kính bằng 1 tương đối ha. Nhớ là đi thi vẽ cái vòng tròn cho nó đàng hoàng nha. Có nghĩa là đem con ba tốt, nếu không thì khoanh hai cái bút lại. À, rồi vẽ cho nó đàng hoàng, cho nó tròn. Để giảng cho nó nhanh, nó đỡ rườm rà, tôi vẽ tay. Lấy theo chiều dương, có nghĩa là ngược chiều kim đồng hồ. À, ở trên trên hình vẽ nhớ là có đẻ cái dấu cộng vậy ha. Lớp hiện giờ là có 42 bạn, hình như nó có kẻ nó đếm mà chắc đếm luôn tôi quá là 41 bạn, giờ là vắng khoảng 20 bạn á. Hai phần coi như vắng 1/3 cũng hơi nhiều thôi. Các bạn chắc lên họ xem lại cái bài tôi giảng để nó đó cũng được. À, điều thứ hai là đó là đường cong C ha, dấu dấu cộng ha. Đường cong C đây. Đường cong C các anh chị thấy là bao lấy cái miền D, phải không nào? Bao lấy miền D là hình tròn. Miền D. Miền D này nếu mà chúng ta mô tả trong cái hệ tọa độ cực. Đường cong C bao lấy
Miền D là hình tròn. Mình nói trong hệ tọa độ cực, lát nữa mình chuyển đưa về tích phân cát rồi mình chuyển sang hệ tọa độ cực luôn đó mà. Thì miền D theta đi từ, các anh chị thấy rằng là miền D ở đây là lấy cả hình tròn như vậy đó, thì rõ ràng là mình quay cái bút từ ban đầu là từ vị trí 0 cho đến 2B luôn, quay đủ một vòng luôn, hiểu được không nào? Rồi R từ 0 đến 1. R là khoảng cách từ một điểm M tùy ý trong miền D đến trục cực O. Đó nào, R. Khi điểm M chạy khắp miền D thì chúng ta thấy là cái khoảng cách này nhỏ nhất là bằng 0 khi M trùng góc O và lớn nhất là bằng 1 khi M nằm trên biên của đường tròn. Đó nào. Đó. Ý thứ hai mình nói là ý thứ ba nó áp dụng công thức Green. Áp dụng công thức Green thì chúng ta có gì? Y bằng tích phân kép thì miền D Q phải theo X trừ P phải theo Y. Đây à. Đó các chị. Viết lại công thức ha. Rồi. Như vậy là bằng tích phân kép đi miền D Q phải theo X là trừ 3X bình phương trừ P phải theo Y là trừ 3Y bình phương. Nè. Giờ mình chuyển sang hệ tọa độ cực luôn. Theta đi từ 0 đến 2B. R đi từ 0 tới 1. Trừ 3. Rồi nếu mà chúng ta viết thêm bước này cho nó rõ nè. Trừ 3 thừa số chữ x bình cộng với y bình. Đây. Thì các anh chị có chuyển sang hệ tọa độ cực đó. Thì chúng ta để ý là x đó bằng r cos theta. Bổ sung cái công thức ở đây. Y bằng r sin theta. Thì chúng ta để ý là x bình phương cộng với y bình phương đã biết là bằng r bình phương. Bài lúc nãy chúng ta viết một lần ở phía trên rồi. À, như vậy là trừ 3 x bình cộng y bình, các anh chị thay bởi r bình. Và khi chuyển tích phân kép từ hệ tọa độ vuông góc sang hệ tọa độ cực thì nhân thêm thừa số là r dr d theta. Rõ các anh chị. À, như vậy đến đây thì chúng ta có thể tính từ trong ra ngoài, nhưng mà chúng ta cũng có thể tính là bằng tích của hai tích phân, đưa về tích của hai tích phân xác định luôn. Thành nó nhanh là nó kịp cái bài viết. Trừ 3 mình để ra ngoài đi ha. Tích phân từ 0 đến 2B d theta nhân với tích phân từ 0 đến 1 của R mũ 3 d r. Chị ha. Tích phân d theta là một nguyên hàm của d theta là theta cận từ 0 đến 2B. Một nguyên hàm của R3 là R mũ 4 chia 4 cận đi từ 0 đến 1. Đối ổn rồi đó. Trừ 3 nhân với 2B nhân với 1 phần 4 R bằng 1 chứ. Vậy là 2 chia 4 đơn giản với 4 là còn 2 dưới 1 trừ 3 bị chia 2. Thì đó là đáp số luôn ha. Đáp số 10 vậy đó. Cái này tôi sẽ scan lại để sang môn học anh chị tham khảo. À, như vậy các anh chị thấy là tôi vừa ôn tập cái phần tích phân đường loại 2, nhưng mà cái phần trọng tâm đó là áp dụng công thức Green. Ở đây tôi nói thêm một tí nè, thì cái tích phân này đó chắc phải dùng cái tờ giấy mới là vì chỗ nhỏ này không đủ viết.
chú ý nè. Các chị hình dung rồi, cái bài cụ thể nó nè. Bây giờ chắc điểm M nó chuyển động theo chiều dương từ ví dụ vị trí này luôn đi, thì sau một vòng đến trở về đúng cái vị trí M ban đầu, thì chất điểm M này các chị hình dung là nó chuyển động dưới tác dụng của một cái lực F ha. Lực F này chúng ta biết rằng là cái thành phần của lực F theo phương nằm ngang và theo phương thẳng đứng ha. Đó, thì thành phần của lực F theo phương nằm ngang là P, theo phương thẳng đứng là Q. Và ở đây theo đề bài các anh chị thấy đó, P là y mũ 3 cộng với e mũ x, còn Q là trừ x mũ 3 trừ cos y. Các anh chị đó ha. Rồi, thì các anh chị chú ý là cái vector F này họ có thể ký hiệu là khác là F lớn x, y nè. F lớn x, y. Rồi, thế thì các anh chị chú ý là ở đây người ta còn dùng cái cách nói thứ hai là đây là một trường vector. Thật ra trong bài giảng của tôi thì cái phần vector này tôi không có đi, không có chú ý nhiều, không có giảng nhiều. À, phần này tôi đã thì có do cái đặc trưng của môn học cho nên phần này tôi không có giảng nhiều đến. À, để tôi giảng chính những cái nội dung trọng tâm. Nhưng mà các chị chú ý là đã cái vector F này ha, thì một cái khái niệm liên quan với nó là đó là trường vector, thì các chị có thể đọc thêm chỗ đó một tí. Và như vậy là cái tích phân đường loại 2 ở đây nè ha, thì họ có thể nói là họ nêu cái cách nói khác, họ bảo là tính cái tích phân đường loại 2. Tôi viết lại cái hàm cái tích phân em x để trừ đi x mũ 3 cộng cos y. Thì tích phần này các anh chị chú ý là người ta có thể viết lại là tích phần trên đường cong xe của f dr. Hoặc là có thể có cái mũi tên. Hoặc là nhiều cái cách ký hiệu nha. À, thế thì nếu mà họ bảo tính cái này thì mình hiểu là tính cái tích phân đường loại 2 này nha anh chị ha. Để ý nha. Trang 11. Giờ là 11 giờ 5. Chỉ khó tí, ta ôn cho nó xong. Nói suốt.
Ăn giờ cũng hơi mệt. Bài số 7 ha. Sang cái phần cuối giải phương trình vi phân. Y phải trừ y bằng a mũ x. Y tại không bằng 1. Đó. Phương trình vi phân cấp 1 thì bài này mục đích là ôn lại phương trình vi phân cấp 1. Nhưng mà chúng ta chú ý là phương trình vi phân cấp 1 nó có hai dạng nha. Thứ nhất là tách biến. Thứ hai là tuyến tính cấp 1. Cho nên là đây là cái bài coi như tôi ôn cái dạng là tuyến tính cấp 1. Còn tách biến thì tương tự ha, anh chị tự xem lại. Giải nó. Thì về nguyên tắc họ để cho một bài một trong hai dạng đó. Giải. Thì bước thứ nhất chúng ta viết cái hàm P với Q. P là trừ 1, Q là vế phải. Đó nè. Tại vì chúng ta biết rằng là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 là dạng của nó là gì? Y phải cộng với Px nhân Y bằng Qx. Đó nè. À, chúng ta để ý là P là biểu thức đi với Y, còn Q là vế phải. Bước thứ hai, chúng ta tính tích phần của Px dx, tích phần của trừ 1 dx. Và chúng ta chỉ lấy một nguyên hàm ha. Lấy một nguyên hàm. Đã. Mình nói nghiệm tổng quát. Của phương trình vi phân. Anh chị viết công thức nghiệm trước nè. A lũy thị trừ tích phân của Px dx nhân với tích phân của Q. Nhân với A mũ tích phân của Px dx dx cộng C. Chịu khó học bài, đừng có xem tài liệu gì nha. Đừng có viết công thức ra tờ giấy để xem là không được. Học hành cho nó đàng hoàng. Đừng có một số chỗ cần nhớ, chịu khó thế. Hình như trong đề thi họ có cho cái bảng công thức đạo hàm tích phân đó. Còn mấy cái công thức này thì có là nội dung trong môn học, thành phát học bài. À, các chị đáp vô. Tích phân của Px dx là trừ x. Cho nên là trừ tích phân của Px dx là x tích phân Q thay bởi A mũ x nhân với A lũy thừa tích phân của Px dx A mũ trừ x dx cộng C A mũ x. A mũ x nhân với A mũ trừ x, các chị thấy là cộng hai số mũ là x cộng với trừ x là 0, A lũy thừa 0 là 1. Được không? Như vậy bằng A mũ x tích phân của 1 là x, mình lấy một nguyên hàm thôi, C chung phía sau. Tuy nhiên cần thiết thêm mình nói thêm C thuộc R thì càng tốt, không nói cũng được, nó mặc định. Và như vậy là cái bài số 7 tôi ôn lại cái dạng phương trình vi phân cấp 1. Ở đây là tuyến tính, còn tất biến thì các anh chị tự đọc nha. Đây là trang số 12. Ghi chú là dạng tất biến.
Thêm phải là chỉ ôn dạng này không, ghi chú ở đó có nghĩa là thi họ sẽ ra một trong hai dạng á. À, ta qua cái câu cuối cùng giờ là 11 rồi, rồi. 10 còn cái thùng hết giờ rồi đó, chịu khó thêm mấy phút nữa ha, 7-8 phút đi. Rồi. Câu số 8. Giải phương trình vi phân. Y hay phải cộng 3y phải trừ 4y bằng a lũy thừa 5x. Ký hiệu nó là phương trình 1. Giải nè. Rồi chú cái phần lý thuyết ha. Lý thuyết nè. Dạng phương trình AI hay phải cộng với BI phải cộng với CI bằng A mũ pha X nhân với P này. Thì chúng ta biết rằng là nghiệm tổng quát sẽ có dạng là Y bằng Y gạch cộng với IR. À. Ở đây với Y gạch đây là nghiệm tổng quát. Vậy nó hơi chậm chậm lại. Nghiệm tổng quát của AI hay phải cộng BI phải cộng với CI bằng 0. Hơi chậm chậm lại. Rồi IR đó là một nghiệm riêng của một, cái này là hai ha. IR là một nghiệm riêng của một à. Thì với cái chú ý tới đó thì ta quay trở lại cái bài bước một. Mình nói phía trên một tí đi, nghiệm tổng quát của một Y bằng Y gạch cộng IR. Chậm 45 giây. Bước thứ nhất là tìm Y gạch. Chúng ta cho cái vế trái bằng 0 các anh chị. Y hay phải cộng 3Y phải trừ 4Y bằng 0. Nhanh trở lại đó. Phương trình đặc trưng nhanh nào. Phương trình đặc trưng Y hay phải mình thay bởi K mũ 2, Y phải mình thay bởi K mũ 1, Y thì mình lấy hệ số cho bằng 0. Các anh chị có hai nghiệm A cộng B cộng C bằng 0. Một nghiệm là 1, một nghiệm là C chia A trừ 4. À. Thế thì mình nói là nghiệm tổng quát của phương trình 2, của phương trình thuần nhất tương ứng á, ký hiệu là Y gạch bằng C1 nhân với A lũy thừa K1X cộng với C2 nhân với A lũy thừa K2X. Ở đây hai cái nghiệm 1 với trừ 4 thì về nguyên tắc nghiệm nào đóng vai trò là K1, nghiệm nào đóng vai trò là K2 thì về mặt toán học đều đúng cả nha. C1 nhân với A mũ X coi như K1 là 1, còn với C2 nhân với A lũy thừa trừ 4X
À. Thì trừ 4x C1, C2 thuộc R các chị ha. C2 thuộc R. Và bước thứ hai tìm IR. Tìm nghiệm riêng thì chúng ta nhớ lại nè. Bước nhỏ thứ nhất là xác định cái dạng nghiệm riêng. Dạng IR. Dạng của nghiệm riêng. Thì về mặt lý thuyết chúng ta để ý là như thế nào? Chúng ta để ý là cái phương trình đặc trưng là của phương trình thuận nhất tương ứng đó, của bên trái đó là AK bình phương cộng BK cộng C bằng 0. À, thì chúng ta để ý là nếu alpha, alpha là gì? Alpha là hệ số đi với x ở trên mũ của vế phải mà không là nghiệm của cái phương trình sau này. Không là nghiệm của sao? Thì chúng ta để ý là nghiệm riêng nó sẽ có dạng là vế phải luôn, có dạng của vế phải. M alpha x nhân với Qn x. Qn đây là một cái đa thức tổng quát của P, là hệ số bằng chữ à nào, cùng bậc với P nhưng mà các hệ số bằng chữ. Nghiệm đơn thì chúng ta để ý là các anh chị có thể xem cái bài, nếu mà tới đây nó hơi là lộn xộn quá, viết nói tắt quá, có thể xem lại cái bài giảng để trên trang môn học, bài giảng hôm trước. Nghiệm đơn alpha là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng thì IR bây giờ là nhân thêm thừa số là x phải không, em phải nhân với quy nãy rồi. Nghiệm kép, alpha là nghiệm kép của phương trình đặc trưng, IR sẽ có dạng là x bình nhân với dạng của vế phải em alpha x nhân với quy nãy. Ý như vậy ha, viết nhanh quá máy nó theo không kịp chăng. Rồi, cho nên dựa vô lý thuyết đó, chúng ta trình bày nè. Cái vế phải của một ở đây, vế phải của một chậm lại đó. Hai mũ năm x. Như vậy bản chất là có nghĩa là e mũ 5x nhân với 1 đó. Đó các anh chị. Là mình áp vô nó có dạng là e mũ alpha x nhân với pnx. Như vậy từ đây các anh chị suy ra hệ số alpha là bằng 5. Chậm 3-4 giây. Alpha bằng 5 mình nói. Các anh chị nhìn vô phương trình đặc trưng, chúng ta thấy là có hai nghiệm là 1 với trừ 4. Như vậy mình nói là không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng. Không phải là nghiệm của phương trình đặc trưng. Nên IR bằng, như vậy các anh chị thấy rằng không phải là nghiệm phương trình đặc trưng thì mình không nhân thêm gì, mình chỉ lấy dạng của vế phải tổng quát lên thôi. À, như vậy có nghĩa là em muốn 5x viết lại nè. Rồi các anh chị hiểu rằng ở đây là cái đa thức PNX có nghĩa là ứng với số 1 ở đây, có nghĩa là đa thức bậc 0. 3, 4, 5, 6, 7, 8, chậm tới 8 giây. Đây, do vậy cho nên là cái đa thức P này các anh chị thấy rằng là đa thức bậc 0 ứng với số 1 thì mình tổng quát lên là hằng số một cái chữ, ví dụ chữ A. Cái gì đó ha. À,
Như vậy vấn đề đặt ra ở đây là mình cần tìm cái hệ số A. Tìm hệ số A. Ráp vô nữa là xong. Qua cái phần mới. Mình trang số 13. 14 trang hôm nay. Đỡ thì cái máy, cái máy không biết là do wifi hay do cái máy mà nó cũng hơi trục trặc hơn với so với cái máy MacBook phía trước. Rồi, bây giờ có để lại cái trang nối tiếp. Lúc nó hơi chậm như vậy nó hơi khó chịu. Chậm nhiều quá ha, chậm nhiều quá. Chị thông cảm tí, này, cái này nó không trục trặc, trặc chút xíu. À, sắp xong rồi. Giờ để tìm hệ số A đó, thì mình thế cái nghiệm riêng IR này vô cái phương trình 1 ban đầu. Muốn vậy mình tính các đàm cấp 1, cấp 2 ha. L một phẩy. Hàng số A mình viết lại ha. A mũ 5x lấy đạo hàm, A mũ U đạo hàm bằng A mũ U nhân với U phẩy. Như vậy có nghĩa là xuất hiện thêm một số 5 ha. 5A nhân với A mũ 5x. L 2 phẩy. Lấy đạo hàm cấp 1, tính đạo hàm lần nữa. 5A nhân với E mũ 5X lấy đạo hàm. Như vậy là E mũ 5X lấy đạo hàm thì xuất hiện thêm một hàng số 5. Các anh chị ha, nhanh rồi đó. 5 nhân với 5A là 25A. Nhân với E lũy thừa 5X. Rồi, giờ 1 trở thành. Tôi viết lại phương trình 1 là Y 2 phẩy. Nhưng mà bây giờ mình thay y bởi ir, hiểu không? Cộng với 3 nhân với y phải là ir phải trừ 4y thay bởi ir bằng a lũy thừa 5x. Chị thấy chưa? Ir 2 phải thay bởi 25a nhân với em 5x cộng 3 nhân với IR phải thay bởi 5A nhân với A lũy thừa 5X trừ 4IR 4 nhân với A 5X nhân A với phải là A lũy thừa 5X. Rồi bây giờ các anh chị đơn giản hai vế cho A mũ 5X đi. Nói cách khác là chia hai vế cho A mũ 5X. Tương đương với vế trái là còn A thôi, 25A cộng với 15A là 40A, 40A trừ 4A là 36A. Vế phải A mũ 5X mà chia A mũ 5X chú ý là bằng 1 đó nha.
Như vậy các anh chị thấy là A sẽ bằng 1 chia 30, 16. Chia 36. Đó nè. Như vậy là IR, tức là một nghiệm riêng của phương trình 1 á, là A là 1 phần 36 nhân với E lũy thừa. Kết luận nghiệm tổng quát của phương trình 1. Y bằng Y gạch cộng IR. Y gạch lúc nãy là C1 nhân với E mũ 5X. Xin lỗi, E mũ X cộng với C2 E lũy thừa trừ 4X cộng với IR là 1 chia 36 nhân với E lũy thừa 5X. Ở đây mình ghi chú thêm là C1, C2 là các số thực tùy ý. Xong cái bài toán ha. Trang 14. Rồi, đến đây thì chỗ nhìn thấy đâu rồi. Camera là nó quay cái chế độ nào mà hay bật cái camera lên nó chậm hẳn. Rồi. Tóm lại là cái câu vừa rồi đã, câu số 8 đó đã kết thúc cái nội dung ôn tập của môn học. Thì tất cả cái phần viết tay vừa rồi tôi sẽ scan rồi để trên trang môn học lát nữa ha, tôi scan rồi để liên liền. Và cái nội dung quay cái clip bài giảng hôm nay tôi như đã lúc nãy đã nói, giờ nó thành hai cái file, tôi cũng sẽ để lên mạng. Và tất cả các cái tài nguyên về môn học thì các anh chị sử dụng cho đến lúc thi cử xong thì thôi. À, không có vui lòng, không có tải lên các cái mạng internet nói chung, vì nguyên tắc là không được, tôi cũng không muốn. Rồi, giờ thì tất cả những cái nội dung như vậy rút lại là cái bài kiểm tra của mình đó, thì như đã nói cái giờ cái số tôi không thuộc, nhưng mà cái bài kiểm tra định kỳ mình lấy khoảng hình như 30%, 30 hay 40 gì đó. Và bài giữa kỳ khoảng 30%, giữa kỳ là đã làm thứ hai vừa rồi. Rồi bài cuối kỳ này đó thì theo cái thống nhất chung trong đề cương sẽ lấy 30%. Rồi cuối cùng là có một số bạn vì lý do này vì lý do kia là vắng trong các cái bài đã kiểm tra, thì sáng chủ nhật, sáng chủ nhật này khoảng 7:30 ha, tôi sẽ thông báo chính thức ở đây, tôi nói miệng trước 7:30 cho đến khoảng làm chắc khoảng 15-20 phút gì đó thôi, bài cũng bài nhỏ thôi, thì dành cho những bạn kiểm tra bù. À, cái này thật ra cũng du di đó, về nguyên tắc là không được, mình đi học là về nguyên tắc là phải kiểm đủ bài, nhưng mà cũng do tình hình dịch bệnh cho nên là có thể trục trặc cái này trục trặc cái kia, coi như chúng ta cùng thông cảm cái chuyện đó qua lại. Tóm lại là sáng chủ nhật những bạn mà thiếu bài kiểm tra thì sẽ làm bài kiểm tra bù thêm. À, thì cái nội dung môn học và cũng như cái thời gian môn học đến đây coi như là kết thúc. À, thì các anh chị sẽ nghỉ ở đây. À, thôi cứ về theo cái lịch thi của khoa rồi theo đó thi thôi.
Rồi tạm biệt các chị ha. Cái bài điểm thấp là không có gỡ ha, điểm thấp là thôi chứ gỡ gì đâu. Những bạn vắng ha. Các chị nghĩ đi.